À, và nếu như cái tình trạng mà cứ bị đau rát rồi chảy máu khi điện đại tiện như vậy Mà nó cứ kéo dài mà chúng ta không điều trị một cách dứt điểm Thì nó sẽ gây ra những biến chứng như thế nào ạ? Cái thứ nhất là bản chất chúng ta luôn luôn thấy là gì? Bứt rứt khó chịu Ở vùng hậu môn nó luôn luôn là có một cái gì đấy nó vướng víu Rồi khi nó viêm nhiễm thì nó gây ngứa này, đau này và sưng nề Thậm chí là ngồi cũng khó, đứng cũng khó đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nếu như nó viêm nhiễm mà gây nhiễm trùng cả một cái vùng ấy nó tấy, nó nề sưng và đỏ và à, gây nên đau ở cả cái vùng ấy rồi nặng hơn một nửa một tí nữa thì nó không phải viêm khu trú ở đấy mà nó lan tỏa về theo cái dòng máu nó đi có thể gây là nhiễm trùng huyết và đấy là một cái bệnh lý nặng ngoài ra nếu như chúng ta mà không chữa thì có những cái trường hợp gọi là thắt nghẹt bư trĩ làm cho cái bư trĩ nó bị chặt thế này và không có máu đến nuôi dưỡng không có máu nó ra vào được và gây nên hoại tử đấy cũng là một cái cấp cứu à, còn nếu như chúng ta mà bị lâu rồi cứ uh, dai dẳng thì nó sẽ gây một cái bệnh lý khác đó là gì hoặc là nứt nẻ hậu môn hoặc là sẽ có một cái giò hậu môn thực ra thì nhiều người cho rằng đây nó không phải là nguy cấp chết người cho nên là tôi cũng không đáng ngại lắm và nhiều người thì sẵn sàng chịu đựng với cái cảm giác khó chịu khổ sở như vậy vì rất nhiều lý do có thể là chúng ta cũng thông cảm nhưng khi mà đã để đến mức độ mà biến chứng như chuyên gia nói thì rõ ràng là vô cùng nguy hiểm đúng không ạ vậy thì thưa chuyên gia chuyên gia có những lời khuyên như thế nào đối với những người mà đang ở trong cái tình trạng như vậy ạ à, những người có nguy cơ hoặc là đã có cái chấn nặng rồi thì chúng ta phải cởi mở mạnh dạn trao đổi với thầy thuốc để được cảm sớm và tôi khẳng định nếu như chị mà khám sớm ở giai đoạn độ 1, độ 2, thậm chí ở độ 3 mà ở giai đoạn đầu có thể khỏi 100%. À đấy à, Còn à, lời khuyên thì theo tôi thứ nhất là gì? À, ăn uống phải khoa học. Khoa học là gì? Phải ăn đủ mỗi ngày từ 3 đến 4 lạng rau, uống à, từ 2 lít rưỡi đến 3 lít nước. Chúng ta có một cái vận động à, hạn chế bia, rượu. À, không hút thuốc lá à, và đồng thời à, chúng ta có cái kế hoạch làm việc nghỉ ngơi à, làm cho cái hoạt động của cái bộ máy tiêu hóa nó cũng à, tốt. À, cái thứ hai nữa là chúng ta có thể à, sử dụng các cái à, loại à, thảo mộc à, để mà có cái tác dụng tốt à, trong cái vấn đề bệnh lý trị à, như là giấc cá này như là đương quy như là rúy tin trong cái hoài hóa à, hoặc là nghệ à, hoặc là chúng ta có thể là kết hợp ở bên trong ta uống bên ngoài ta bôi bằng những cái, cái sản phẩm da mà như là cũng là thảo dược thôi như là có nhọn nồi này rồi à, thâu dầu tía này rồi nghệ này à, rồi trâu không vân vân à, ta sử dụng những cái kinh nghiệm dân gian mà đã được kiểm nghiệm kiểm chứng trong thực tiễn đó, à, thì tôi nghĩ cũng giúp cho cái quá trình hồi phục và bệnh trị nó tốt, nhanh và tránh được biến chứng. Khi mà chuyên gia có nói là những người mà bị tình trạng đau rát rồi chảy máu khi mà bị táo bón hoặc trị thì có thể sử dụng những sản phẩm vừa bôi vừa uống mà được chiết xuất hoàn toàn 100% từ thảo dược thì rất nhiều khán giả của chương trình quan tâm và họ muốn biết đó là những loại sản phẩm như thế nào ạ. trong vấn đề điều trị trị thì đây là một cái phương pháp chúng tôi đánh giá coi như là một cái cuộc cách mạng Thì các cái vị thuộc ấy nó được kiểm nghiệm uh, trong dân gian hàng trăm năm ấy rồi nhưng mà ngày xưa thì người ta để dùng đơn vị nhưng bây giờ cái công nghệ ấy, thì uh, người ta kết hợp cả uh, nghệ này ở dạng medeva này ruy tin này rồi uh, dếp cá này đương quy thành một cái sản phẩm đấy thì cái sản phẩm ấy uh, nó vừa có các tính chất để điều trị cái gốc nhưng vừa có tính chất là điều trị những cái ngọn cụ thể là nó có tác dụng gì kháng khuẩn này chống viêm này à, nó có tác dụng làm mềm cái thành mạch ở cái đám rối tĩnh mạch mà mềm thành mạch thì gì cái độ co giãn nó tốt nó lại chống chảy máu như chúng ta biết chảy máu cũng là một trong những cái triệu chứng thường gặp và có những trường hợp chảy máu rất nhiều gây nên thiếu máu thì bây giờ cái đương quy nó bổ máu và đồng thời nó hàn gắn lại các cái vết thương à, một cái tác dụng nữa là nó làm cho cái phân ấy là không táo nhuận trường mà chúng ta biết là không có táo thì là gần như là không có trị à, ngoài ra thì chúng ta bôi thì bôi thì có những cái thành phần như là nhọn nồi này trâu khống này thâu dâu tía này nghệ thì những cái 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 thảo dược ấy nó cũng vừa có tác dụng để kháng khuẩn này chống viêm này làm xe à, cái vết thương này và đồng thời nó cũng có tính chất là thúc đẩy để mà có cái bối trị ngoài cái uh, sử dụng cái uh, sản phẩm như vậy thì chúng ta phải thay đổi cái chế độ ăn uống cố gắng ăn đủ rau uống đủ nước uh, hạn chế bia rượu không hút thuốc lá dành một tuần khoảng 3 buổi một buổi một giờ để có những cái vận động như là đạp xe đạp đi bộ À, rồi kế hoạch làm việc cho nó cân đối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Và như thường lệ, nếu quý vị cần có những thông tin chi tiết hơn, hãy gọi điện thoại tới số tổng đài 1900-1259 trong giờ hành chính hoặc số điện thoại 0896 509 509. Hộp thư của chúng tôi sống khỏe à bác sĩ tư vấn vn sẵn sàng chờ đợi những lá thư của quý vị và các bạn hoặc quý vị cũng có thể vào trong web bác sĩ tư vấn vn chúng tôi có đầy đủ mọi thông tin chi tiết ở trong đó rất mong nhận được sự tương tác của quý vị.